Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2019. Vâng, cũng là ngày 24 Tết. Vâng, chuẩn bị chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm 2018 để chuẩn bị đón năm 2019. Ngày hôm nay thì cửa hàng được chào đón anh Hà, anh đến từ Hà Giang. Vâng, hôm trước anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã lựa chọn cho mình được một cặp loa Tannoy Sistarling còn nguyên thùng xốp và hàng chưa qua sử dụng. Và ngày hôm nay anh lại về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn cho mình được một chiếc âm ly Acoustic E600 còn nguyên thùng hộp. Vâng, đây là anh Hà nhé. Anh rất là đam mê âm nhạc và cũng đã sắm rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng rồi. Điển hình như những cặp loa 88A. Vâng, đầu tiên là về anh lựa chọn được cặp loa 88A bên cửa hàng. Và tiếp theo là... Tiền chuyển như nào chú ơi? Tiền gửi luôn hay như nào chả? Một cặp loa Tannoy Sistarling hàng mới tinh. Đây nào đúng không này? Đồ đen kìa. Hai bác cứ đồ đây anh Hạnh cho hội em đi xe ra. Vâng, đây là anh Hà. Anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ngày hôm nay và anh lựa chọn được 3 sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc âm ly Acoustic E600 còn nguyên thùng xốp hàng demo. Và sản phẩm thứ hai là một cặp loa Bose 4. Xin lỗi. Cặp loa Bose 301 Series 4 anh mua cho người anh em. Và anh sắm thêm cho mình một chiếc lọc nguồn cách ly mà cửa hàng vẫn thông báo là chiếc lọc nguồn cách ly của một vị khách hàng đến Hà Giang. Vâng, và anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ngày hôm nay thì anh có mang cho cửa hàng một can rượu. Vâng, một can rượu ngô của khu vực Hà Giang. Và anh lại tiếp tục mang cho cửa hàng những trái cam từ đặc sản Hà Giang, đặc sản cam sành Hà Giang. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Hà rất nhiều. Anh về hai lần thì đều có quà cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là những trái cam của vùng đất Hà Giang, rất là ngon. Để anh như nào để anh muốn anh giảm không những anh qua. Vâng, đây là một chiếc âm ly Acoustic E600 còn nguyên thùng xốp hàng demo chưa qua sử dụng. Và anh cũng đã lựa chọn cho mình được một chiếc âm ly này rất là ưng ý để bó ghép với cặp loa Tannoy Sistarling của mình. Đấy, coi là anh qua chứ tất nhiên là qua thì đánh được rồi, như thế là vâng, đây là một chiếc âm ly cửa hàng đã bóc và trưng bày trước mắt quý vị và các bạn và có những bài phối ghép với những cặp loa Tannoy và những cặp loa JBL 4343. Vâng, đây là tất cả hình thức của sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, chiếc âm ly Acoustic E600 bên cửa hàng cung cấp cho anh Hà. Vâng, anh cũng rất là ưng ý với những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và lời quý khách hàng gửi chọn niềm tin là âm thanh Đức Hạnh cũng đã luôn sẵn sàng phục vụ quý khách và quý khách cũng đồng hành cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio. Đây là sản phẩm của ngày hôm nay anh Hà đã lựa chọn này. Và một cặp loa Bose 301 Series 4 anh có mua cho người anh em. Vâng, sản phẩm thứ ba của anh là một chiếc lọc nguồn cách ly 2 kVA. Vâng, chiếc âm ly Acoustic còn nguyên thùng hộp E600. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cảm ơn anh Hà rất nhiều nhé. Anh cũng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những sản phẩm mà anh yêu thích bên cửa hàng.
Vâng, âm thanh Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.